a mi nueva casa, Vanesita. Está perroncísima la nueva casa de mi tía. Esto es lo que quiero para mí. Tía querida, estoy muy feliz de verla así, regia, divina y rodeada de lujos. Algún día voy a ser como usted, porque usted es mi ejemplo a seguir. Lorena, muy bien. Sacaste 8 en el examen. Tú no vas a tener ningún problema para pasar el año. Lástima, que no podamos decir lo mismo de ti, ¿verdad, Vanessa? Van 2 veces que repites el año. Y seguramente lo vas a volver a reprobar. No llegaste ni al 6. ¿No te da vergüenza? Pues es que no le pida peras al olmo, maestra. Ya sabe que lo menos es estudiar. Aparte de floja y cínica. Pobre de tu mamá, que seguramente hace de todo para que tú sigas estudiando. Ya estamos en abril. Si no pasas los últimos 2 exámenes, vas a volver a repetir el año. Pues que se le puede hacer. Vanessa, ¿en serio no te preocupa volver a tronar el año? Ay, claro que no. A mí me da igual, yo sé que el estudio no es lo mío. Yo si vengo a la escuela es para platicar, para socializar, perder el tiempo, no para estudiar. Yo nací para otra cosa. ¿Otra cosa como qué? Vanessa, sin estudio no somos nada. La neta, la neta es que yo quiero ser como mi tía Lucrecia. Ella no solo anda con arquillos, ¿eh? Ella anda con el jefe del cártel. Y eso es lo que yo quiero para mí. Vanessa, pero eso es muy arriesgado. Dicen que una vez que entras al arco, nunca puedes salir de ahí. ¿Y por qué voy a querer salir si lo que quiero es entrar? Mira, ahí está el tren esperándote. Sí, ya vi. ¿Qué pasó, morritas chulas? A ver, échenme sus mochilas para que las lleve a su casa. No, gracias. Prefiero caminar que irme en esa cosa vieja. Ahora, pues estará viejita y destartalada. Pero nunca nos ha dejado parados, ¿eh? Déjenme llevarlas a su casa, ándale. Ay, amiga, yo no sé qué pero le pones. El Efren siempre es bien buena onda contigo. Ay, sí, pero la buena onda no le quita a lo pobre. Pero bueno, a ver. Si tanto insistes, te doy chance de que me lleves a mi casa. Pero carga mi mochila. Tú te vas atrás, que a ti te dejamos primero. Seguir, pero no me puede tener porque soy muy cara para él, mamá. Deja de preocuparte.
aparte que nunca le va a hacer caso. ¿Te preocupa que hables así, hija? Ay, mamá, a ti todo te preocupa. ¿Sí? Todo me preocupa de ti porque no estás tomando un buen camino. Yo no te he educado para que seas así, hija. Yo lo que hago es tratar de llevarte por el buen camino. Trabajo demasiado para darte el estudio. Y en esto deberías estar enfocada, en el estudio. No andar pensando en frivolidades. ¡Vanessa! ¡Ya deja de hacer bromas! Ya sabes que a mí no se me da el estudio. Yo soy como mi tía Lucrecia. Ella no estudió y ve hasta dónde ha llegado. Lejos. No te inspires en ella. No es un buen ejemplo, ¿eh? Pues yo creo que sí, mamá. Porque ya tiene su buena troca, su buena ropa de marca, sus joyas, perfumes caros y una casa con la alberca y del otro lado. Y sí, sí quiero ser como mi tía Lucrecia. Quiero ser la novia de un narco pesado. Eso es lo que quiero. No ser una fracasada como tú. Sobre mi cadáver. Primero me matas. No vas a ser como tu tía Lucrecia. No, es que sí está bien chida la vida de los narcos. Viven entre puro lujo. ¡Ay, es mi tía Lucrecia! Mira mi nueva casa, Vanesita. Está perroncísima la nueva casa de mi tía. Esto es lo que quiero para mí. Tía querida, estoy muy feliz de verla así, regia, divina y rodeada de lujos. Algún día voy a ser como usted, porque usted es mi ejemplo a seguir. La alberca, no, y el tamaño, porque acá hay otra parte. Vanessa, ¿podemos hablar? A ver, llégale, que tengo que aclararle otra vez a este que no me interesa en lo más mínimo. Nos vemos, Efraín. Adiós. A ver, ¿qué es lo que no te quedó claro? Eres pobre, apenas estás empezando en el narco, así que si quieres conmigo, te vas a quedar con las ganas. Mira, aquí está la foto de mi tía Lucrecia. Me la mandó ayer, es de su nueva casa. Casa de lujo y con alberca. Esto es lo que yo valgo. ¿Lo tienes para mí? No, todavía no. Pero te prometo que un día voy a llegar a tener una casa como esta mucho más. Solo te pido tiempo. Mira, traje esto. Vaya, por lo menos está bonito. Aunque me imagino que es barato y corriente. Vanessa, yo te amo. Y te juro que voy a llegar muy alto en la organización para que seas mi mujer. Te lo juro. ¿Qué pasaría si me respingo la nariz? ¿Respingarte la nariz? Ay, no, Vane, la tienes perfecta. ¡Ya llegó mi tía Lucrecia! ¡Vamos a recibirla! Pero mira nada más cómo has crecido. No, hombre, te estás poniendo bien chula, mija. ¿A poco no me estoy poniendo igual de hermosa que usted, pues tía? Pues sí, la verdad que sí. ¿A qué viniste, Lucrecia? Ay, hermana, pareciera que no te da gusto verme. Y sí, 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 estoy muy bien, gracias. Vine a verlas y a traerle unos regalitos a mi sobrina consentida. ¿Me trajo regalitos, tía? Sí, muchos, muchos. Mira, mira nomás el perfume que te traje. ¡Ay, no! ¡Es carísimo! Es el perfume que moría por tener. ¡Ay, tía, qué linda es! ¿Qué más me trae? Ah, no, espérate. Te traje unas minifaldas que, mira, mira, es lo último, que porque la moda retro viene con todo. Y tú tienes que andar a lo último de la moda, mija. A ver, Lucrecia, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero que hagas a mi hija como tú? ¿Como yo? ¿Y cómo soy yo, Cipriana? Acláramelo. Amiga, yo creo que mejor me voy. Nos vemos al rato. ¡Órale! Dime cómo soy yo. Eres una mujer que no anda en buenos pasos. Que anda con los del crimen organizado. Que es novia de un narco. Sí. Sí soy la novia de un narco y... ahora solo falta que tú también me digas como todos con despecho que soy una buchona. Si nuestra mamá te viera, se volvería a morir de decepción de verte metida en este mundo. Lástima, hermanita. Porque mi mamá ya está muerta. Y desde hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Me importa muy poco lo que tú pienses. Yo nací bella, pero inteligente. Además, yo nunca me vi viviendo en este cuchitril. Comiendo frijoles y planchando ropa ajena como tú. No, mis sueños eran mucho más altos que los tuyos. Y mírame, mírame muy bien.
conseguí. Acéptalo. Te da coraje verme rica y elegante. Me tienes envidia porque tú te casaste con un vil campesino. ¡Vete ahora mismo de aquí! ¡Durante todos tus vecinos regalos! ¡Vete de aquí! Su casa está bien perrona y la alberca está bien chida. Oye, tía, ¿nos podemos meter a nadar? Uy, pues por supuesto que sí, Vanesita. Vamos a tu recámara, ándale. Ponerte traje de baño, yo también me voy a poner el mío. Listo, tía. ¿Cómo me ve? Ay, no, 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 no. Te pasaste de lanza. Ay, no, retáchate. ¿Qué pasa? Ay, no, que ese traje de baño es espantoso. No, ve, quítate eso. Regla número uno, jamás debes de verte fea. Tú siempre debes de verte perfecta. Así que ve a mi recámara y escoge uno de mis bikinis. Sí, tía. Ay, no. Este muchachito peor que monja me salió. Qué horror. ¿Cómo que Vanessa dejó la escuela? Ay, sí, Efraín la dejó porque se fue a vivir con su tía Lucrecia a California. Llévala. Yo no sé cómo voy a subir, pero voy a subir. Sé que algún día me la voy a encontrar y ella me va a amar. Eso te lo prometo, ¿eh? Te prometo que me va a amar. ¡Ay! ¡Ay, te quedan divinos los bikinis! ¡No, hombre, te ves precioso! ¡Ay, pero! ¿Qué? ¡Ay, no ¿qué sé! No sé. Es que hay dos que tres detallitos que tienes en el cuerpo que hay que corregir. Es que hay que hacer como que resalten más tus pompis. Sí, que le quiten la respiración a los hombres cuando te vean. Tía, yo hago todo lo que usted me diga para que me crezcan. Hago ejercicio, lo que sea, pero yo quiero ser como usted. ¿Y lo vas a hacer? Tú déjamelo todo a mí, que yo te voy a poner divina. Yo te voy a convertir en toda una diosa. Pero por lo pronto, relájate, vamos a disfrutar. Te voy a pedir un Bloody Mary, ¿te gusta? ¿Qué? Ay, ya sé, tú no lo conoces. Ay, ¿me pueden traer dos Bloody Marys y unas botanitas, por favor? ¿Pero tiene alcohol? Ay, aquí no te preocupes, a ver, está tu mamá. Esta salsita está deliciosa. ¿Qué? Oh, ya llegó tu tío, ven, te lo voy a presentar. Ay, mi amor, papacito chulo, qué bueno que viniste, ya te extrañaba. Bien, mi reina, fíjate. No me diga que usted es Vanessa. Pues sí le digo, tío. Y no sabe qué gusto me da conocerlo. Hombre, pues el gusto es mío, mija. La familia de mi vieja siempre es venida a esta casa. ¿Eh? ¿Qué, van a nadar o qué? Sí, mi amor. ¿Sí? Órale, pues yo ahorita las alcanzo. Voy a hacer un asuntito y regreso. ¿Eh? Ay, ya me pones una chulada, mi nano. ¿Sí? Ay, mira, está bien. Está para comer.
saque la lotería, mija, me saque la lotería. Palomita, ¿no quiere ser mi palomita? Yo puedo hacer lo que usted quiera, tío. ¿Sí? Uh-huh. Ah, bueno. Pues de ahora en adelante, en privado, y cuando no esté su tía, quiero que ya no me digas tío. Háblame de tú. ¿Eh? Eres una mujer muy hermosa. Y yo soy un hombre que te puede hacer muy feliz. Te puedo dar todo lo que tú quieras. Señora, para que jurídicamente recupere a su hija.
Lucrecia, cumpliste un ciclo y ya se terminó. En esta vida nadie es indispensable. Tú me trajiste a tu sobrina y ahora te toca salirte de mi casa. Yo fui quien la trajo, quien la metió a esta casa. Si yo no lo hubiera traído, esto nunca hubiera pasado. No te engañes, Palomita. Si no hubiera sido tu sobrina, hubiera sido otra. Lo único que yo no cambio es mi pistola y mi vida. Lo demás va y viene. Pero no te preocupes, que dinero y negocio vas a tener. Eso sí, es mi único regalo. Así es que tú sabes cómo lo cuidas, porque no va a haber más. Tienes razón. Pues esta vida hay que jugarla como es, ¿no? Y a mí lo que me importa es la lana. Y lo que me estás dando es un montón de dinero. Y a eso, pues ¿quién me dice que no? Lấy chồng mà thuộc 3 tuổi này khó khăn chỉ là tạm thời, càng già càng vào nứt vách đổ tường. Chị em nào may mắn lấy chồng thuộc 3 tuổi này đừng vội nản lòng, vì khó khăn chỉ là chốc lát, sau năm 35 cho tới 40 tuổi mới đổi vận giàu có không ai sánh bằng. Thứ nhất là con giáp tuổi Sửu, con giáp này vốn dĩ khi còn trẻ gánh vác nhiều thứ, lăm năm lận đận, nhưng được cái con giáp này yêu chiều vợ hết mực. Tuổi Sửu vốn dĩ còn trẻ vất vả là do có tính cầu tiến, chú tâm làm lo cho tương lai. Vì vậy, hậu vận con giáp này giàu có không ai sánh bằng. Đây là con giáp biết lo cho gia đình. Hậu vận về sau có bao nhiêu tài sản đều đưa vợ nắm giữ. Ai may mắn lấy được chồng tuổi Sửu, hạnh phúc giàu có không ai sánh bằng. Thứ hai là tuổi Ngọ. Nếu lấy chồng thuộc tuổi Ngọ, đừng nản lòng khi cuộc sống có khó khăn. Đó chỉ là thử thách nhất thời mà thôi. Do còn trẻ, tuổi Ngọ long đong, thời vận chưa tới. Nhưng mà con giáp này vốn dĩ không bỏ cuộc, luôn phấn đấu vì quyền lực vững chắc, địa vị trong cuộc sống. Khi gặp thời cơ, con giáp này sẽ bứt phá không ngừng. Những khó khăn hôm nay chỉ là trải nghiệm nhất thời cho sự thành công giàu có trong tương lai. Vì vậy, lấy chồng tuổi Ngọ, khổ trước giàu sau, các bạn sẽ trở thành bậc tỷ phú trong tương lai. Thứ ba là con giáp tuổi Thân. Lấy chồng tuổi Thân đừng thấy vất vả mà nản lòng. Tuổi Thân là con giáp trọng tình trọng cảm, dám chịu cực khổ vì cái hạnh phúc của gia đình và vợ con. Còn trẻ, tuổi Thân phải gánh vác một mình, tự lập gây dựng nên sự nghiệp mà không có sự giúp đỡ của ai, vì vậy khá là vất vả. Nhưng đổi lại, hậu vận giàu có dư giả, nhiều tài sản lớn, lấy được chồng tuổi Thân là nắm giữ vận mệnh tài lộc trong tay. Đôi lúc nản lòng vì quá cơ cực, nhưng tương lai bạn chính là người giàu có nhất thiên hạ, và con giáp này sẵn sàng cho bạn tất cả khi bạn cần. Ngọ, Dần, Thân, Tỵ, Mùi, Dậu. Thiệt thòi nếu như các bạn bỏ qua, vì đây là những điều đang nói lên nỗi lầm của các bạn và diễn biến cuộc đời của các bạn trong tuần mới như thế nào. Các bạn cùng nghe xem những diễn biến này có phải là như vậy không nhé. Thứ nhất, hiện tại các bạn hầu như mất tất cả. Nửa năm vừa qua cạn kiệt tiền xài, đang cần vốn mà chờ mãi chưa được, thiếu thốn tiền bạc. Thứ hai, gia đình của các bạn rất là xào xáo, không ai nghe ai. Đây là yếu tố làm cho các bạn chán nản, ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của các bạn ngay lúc này. Thứ ba, các bạn hay nghe những lời đường mặt để rồi hay nhẹ dạ bị lừa lọc về tiền bạc rồi gánh luôn nợ của người khác. Thứ tư, đã từng cầm tiền lớn nhưng không có tay giữ tiền, thấy đó rồi mắt trắng đó, nhiều lần trắng tay. Thứ năm, tử vi báo hiệu trong tuần mới này, ngày mai 3 tháng 7 dương lịch, làm ăn mua bán vô cùng thuận lợi. Đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ có các sao lọc lớn như Kim Quý, Kim Lộc, Kim Tài. Ba sao này mà chiếu trong tuần mới này thì tiền lớn trong tay, cần là có quý nhân ngay, có khi trong ngày còn có lộc trúng thưởng lớn đổi vận. Sáu con giáp kể tên trên nhanh tay xả xuôi tại đây và đón chờ điều tài lộc cho tuần mới nhé. Chúc các bạn đắc lộc và sai tài trong tuần mới. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 dương lịch. Nếu các bạn nằm trong các tuổi Ngọ, Thân, Dần, Mùi, Thìn, Tỵ, lỡ sinh ra trong một ngôi sao xấu, trong một hoàn cảnh khổ nghèo, thì đừng bỏ
qua vì 2 ngày nữa tháng 7 dương lịch sẽ đón chờ các bạn với những diễn biến mới nhất và những điều gì sẽ diễn ra với các bạn chào đón các bạn trong tháng mới thì hãy tập trung vào những thông điệp sau. Thứ nhất, tháng 7 dương lịch thuận lợi trong việc trao đổi mua bán, nguồn lợi từ kinh doanh mang lại số tiền lớn giúp các bạn đổi đời ngay trong tháng. Thứ hai, trong tháng mới này, nếu các bạn mong chờ một tài sản giá trị thì tháng này sẽ được quý nhân giúp sức và bạn sẽ mua được nó một cách dễ dàng. Thứ ba, ngôi sao xấu nhất trong tháng 7 này là sao ly gián, nó làm cho các bạn tình cảm rạn nứt hoặc là xào xáo trong gia đạo cần phải tu khẩu nhẫn nhịn. Thứ tư, tháng này chậm mà chắc đừng vội ký kết điều gì, nếu không sẽ bị đền bù thiệt hại rất là lớn. Thứ năm, mẹo xả vận xui hay nhất dành riêng cho 6 con giáp này là trong tháng mới này bỏ vào trong ví của mình một túi lọc đồng tâm dây chỉ đỏ để hỗ trợ vận may tương sinh tài lộc. 6 con giáp này chính thức xả vận xui tại đây và đón chờ thông điệp may mắn cho tháng mới. Chúc các bạn đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần nhật nguyệt xây vần bước sang tháng 7 dương lịch, trời quang mây tạnh, ai nghèo mặc ai, nhưng trong 12 con giáp chỉ có 4 con giáp này đón tiền lớn ngay trong tháng 7 này. Giàu có vượt bậc, gặp nhiều may mắn, quý nhân lúc nào cũng đứng sau nâng đỡ. Phải nói rằng hơn nửa năm trôi qua, 4 con giáp này nghèo sơ nghèo sát, làm đâu lỗ đó, thị phi bủ vây, hôn nhân gãy gánh, xui xẻo cứ liên tiếp xui xẻo. Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi. Chỉ cần đặt chân sang tháng 7 dương lịch thì các con giáp này chỉ cần tập trung làm ăn, cầu được sẽ ước thấy, bỏ qua hết phiền não, vươn mình mà giàu có đón lập, trong công việc đậu lên chức cao nhờ có quý nhân giúp đỡ, tiểu nhân đồng nghiệp phải kiêng nể dè chừng, trong cuộc sống thì may mắn hết phần thiên hạ, làm chơi ăn thiệt, mang về số tiền lớn, tình duyên đón hỷ sự suôn sẻ, tất cả là nhờ vào các sao may mắn như thiên dương, chính tài, thiên mệnh, niềm vui càng nhân đôi khi gần cuối tháng 7 có lộc trúng thưởng trời ban. Đây là vận may vui nhất trong tháng 7. Bởi vậy bước sang tháng 7 này, ai xui mặc ai thì bốn con giáp này phát triển mạnh mẽ, không có gì có thể cản trở được sự đổi đời giàu có của bốn tuổi này. Nhà nào mà có một trong bốn tuổi này giàu có không ai sánh bằng. Đó là bốn con giáp giàu có tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Dậu. Các bạn cùng kiểm chứng ai đi ngang qua xả vận xui tại đây và đón lộc lớn cho tháng 7 nhé. Chúc các bạn đắc lộc và trai tài. Ngày mai là Chủ nhật, ngày 1 tháng 5 âm lịch. Nếu các bạn thuộc các tuổi Tý, Sửu, Mẹo, Thìn, Tỵ, Dậu thì đừng bỏ qua thơ sinh chính thức chúc mừng cho các bạn đã thoát khỏi tai ương. Vì bước sang tháng mới, các bạn có vận may đổi đời và hãy lắng nghe những điềm báo mới cho tháng 5 dương lịch này nhé. Thứ nhất, trong tháng này hơn nhau là ở sự kiên trì. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng vì phía trước là một cánh cửa tài lộc đang chào đón các bạn. Rất nhiều tin vui, nắm chắc phần thắng trong tay, cơ hội lớn từ công việc, làm ăn mua bán lời to, bù lỗ cho những ngày tháng trước kia. Thứ hai, trong tháng này, các bạn sẽ gặp người hay phết đại, thùng rỗng kêu to. Họ luôn so đo với các bạn, hãy cần chú ý đến họ vì sẽ làm cho cuộc sống lẫn công việc các bạn bị tổn thất. Thứ ba, trong tháng mới này có hai nguồn tiền vào rất là lớn, một là từ quý nhân giúp đỡ, hai là lộc trúng thưởng. Đây là điều đáng mong đợi nhất trong tháng năm. Thứ tư, tình cảm từ đầu năm tới giờ không có lối thoát thì trong tháng năm này sẽ vô cùng thuận lợi, giải tỏa được nỗi buồn, có kết thúc được viên mãn. Thứ năm, trong tháng mới này, các bạn muốn trợ vận may tương sinh tài lộc thì hãy treo trong phòng ngủ của mình một túi lọc đồng tâm dây chỉ đỏ để tương sinh tài lộc hỗ trợ vận may. 6 con giáp xả vận xui và thơ đón chờ thông điệp tháng mới cho các bạn đắc lộc và sai tài. Chúc các bạn thành công!